Ta tông môn quá không chịu thua kém, có thể tự động thăng cấp. Sở môn trực bá tông môn quá không chịu thua kém, tự động thăng cấp cầu. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Sư phụ, người yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ đem Huyền Thiên tông phát dương quang đại, tái hiện huy hoàng, một khuôn mặt thanh niên tuấn tú, đối một tòa phần mộ nói. Hắn gọi hứa mặc là cái người xuyên việt thế giới này võ đạo hưng thịnh, cường giả vi tôn, vất vất tay liền có thể phá núi đoạn sông, mà kẻ yếu giống như sâu kiến, tùy thời đều có thể lưu lạc làm pháo hôi. Hứa mặc mệnh rất tốt, vừa xuyên qua tới liền trở thành huyền thiên tông trưởng giáo thân truyền đệ tử. Huyền thiên tông đã xuống dốc, chỉ có hắn cùng sư phụ hai người. Hiện tại sư phụ chết rồi hắn thuận lý thành trương trở thành thế hệ này huyền thiên tông trưởng giáo đồng thời cũng là chỉ huy một mình phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tông môn rách nát không chịu nổi sơn môn không trọn vẹn nào có nửa điểm võ đạo tông môn uy phong tràng diện lần này sư phụ ra ngoài vì ta tìm kiếm tiên thảo chuẩn bị nấu luyện bảo đan vì ta cải thiện căn cốt không nghĩ tới đắc tội phiếu miểu cung cường giả bị đánh thành trọng thương trí tử sư phụ ta sẽ cho ngươi báo thù hứa mặc nắm đấm nắm nắm kiên định nỉ non nói hắn xuyên qua đến thế giới này đã qua ba năm hắn đều sớm đem sư phụ trở thành thân nhân bây giờ sư phụ bị giết hắn há có thể không giận thù này hắn sớm muộn sẽ báo hiện tại bầy ở hứa mặc trước mặt có hai đại nhiệm vụ thứ nhất đem huyền thiên tông phát dương quang đại thứ hai tìm phiếu miểu cung cho sư phụ báo thù thế nhưng là bất luận cái nào nhiệm vụ đều có thể so với lên trời khó huyền thiên tông hiện tại chỉ có hắn một cái chỉ huy một mình như thế nào tráng đại tông môn mà thực lực của hắn mới vừa vặn bước vào võ đạo ở vào thối thể cảnh Cảnh giới võ đạo dựa theo thực lực phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự vì một cấp võ giả thối thể cảnh, nhị cấp võ giả nạp khí cảnh, cấp 3 khí hải cảnh, cấp 4 siêu phàm cảnh, cấp 5 tiên thiên cảnh, cấp 6 tông sư cảnh, cấp 7 kim cương cảnh, cấp 8 lục địa thần tiên cảnh, cấp 9 phá hư cảnh. Trong truyền thuyết tại phá hư cảnh phía trên càng có vương cấp các loại cảnh giới. Bực này cường giả, thổi một hơi, liền có thể hủy diệt một châu, cường hoành vô song, thần thông phi phàm. Phiếu miểu cung chính là tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn, trong tông môn cường giả như mây, càng có khí hải cảnh cường giả tọa chấn. Lấy hứa mặc thối thể cảnh thực lực, muốn tìm phiếu miểu cung báo thù, không thể nghi ngờ người si nói mộng chắc hẳn rất nhanh phiếu miểu cung liền sẽ phái ra cường giả giáng lâm huyền thiên tông đem huyền thiên tông san thành bình địa hứa mặc có chút nhức đầu mặc dù hắn muốn báo thù lớn mạnh huyền thiên tông nhưng là hắn nhất định phải nhận rõ hiện thực bây giờ lấy thực lực của hắn tại phiếu miểu cung cường giả trong mắt ngay cả một con con kiến hôi cũng không bằng đợi đến phiếu miểu cung cường giả giáng lâm về sau hắn sẽ bị cường thế chém giết ngay cả cặn cũng không còn cái chủng loại kia. Đinh, chúc mừng Túc chủ, tông môn không chịu thua kém hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong, kích hoạt hoàn thành. Một đạo thanh âm lạnh như băng, tại Hứa Mặc trong đầu nhớ tới. Nghe được đạo thanh âm này về sau, Hứa Mặc thần sắc chấn động. Hắn xuyên qua dòng dã thời gian 3 năm, mỗi ngày đều đang chờ đợi hệ thống đến. Hiện tại, hệ thống rốt cuộc đã đến đinh, người tông môn cảm nhận được một vùng phế tích, rách nát không chịu nổi tràng cảnh sau cảm thấy mười phần phẫn nộ, quyết định muốn tranh một hơi, bắt đầu tự động thăng cấp. Người tông môn thu được một tòa chủ phong cùng 108 tòa bên cạnh phong, và URL bằng Windows. Location, href, Windows, puppy giới tác bằng Windows, puppy giới tác, Windows, puppy giới tác, Pus, Zonet, 7254, ít. BGSSP 7254U, UAL, người tông môn thu được một ngọn sơn môn, người tông môn thu được một tòa luyện đan phong, người tông môn thu được một tòa luyện khí phong. Người tông môn thu được một tòa truyện thừa tháp, người tông môn thu được một tòa linh thú viên, người tông môn thu được một tòa linh thảo viên. Liên tiếp hệ thống thanh âm, để hứa mặc lâm vào trong lúc khiếp sợ. Ta sát tông môn không chịu thua kém hệ thống có thể tự động thăng cấp. Ầm ầm, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, Huyền Thiên Tông bị một mảnh thần dị ngũ thải hà quang bao vây. Từng tòa rộng lớn kiến trúc từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Huyền Thiên Tông bên trong. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, chủ phong thẳng vào vân tiêu, tựa như cổ thần trong tay một thanh thần binh, làm cho người nhìn mà phát khiếp tại chủ phong chung quanh, bên cạnh phong, luyện đan phong, linh thảo viên các loại kiến trúc, xen vào nhau tinh tế. Mà rách nát không chịu nổi sơn môn, cũng thay đổi đã thành khí thế bằng bạc bộ dáng phía trên viết lấy ba chữ to. Huyền Thiên Tông, nếu là có kiếm đạo võ giả ở đây, nhìn thấy Huyền Thiên Tông ba chữ về sau, tất nhiên sẽ lâm vào đốn ngộ trạng thái. Lĩnh ngộ thâm ảo tuyệt luân kiếm ý toàn bộ tông môn đều sớm rực rỡ hẳn lên không có mảy may rách nát dấu hiệu các loại khí thế rộng rãi linh khí quấn quanh tông môn kiến trúc từng cái bắt đầu xuất hiện mỗi tòa nhà bên trên đều khắc họa lấy vô số đạo vận có thể để võ giả lâm vào đốn ngộ tăng lên cảnh giới trong thời gian thật ngắn nguyên bản linh khí khô kiệt rách nát không chịu nổi huyền thiên tông đã biến thành động thiên phúc địa linh khí nồng đậm các loại tông môn kiến trúc cái gì cần có đều có. Tựa như cửu thiên tri thượng tiên nhân ở, thậm chí ẩn ẩn có các loại kỳ dị thánh thú, tại huyền thiên tông trên không trung hiển hiện. phảng phất tại vì huyền thiên tông ăn mừng. Không chút nào khoa trương, riêng là luận kiến trúc quy mô, huyền thiên tông đã có thể so với một chút cỡ lớn tông môn. Chật chật, hệ thống chính là nghiêu bức, hứa mặc nhìn thấy cải tạo xong huyền thiên tông, nhịn không được cảm khái nói có tông môn không chịu thua kém hệ thống lớn mạnh huyền thiên tông quả thực là chút lòng thành trước chế định một cái nhỏ mục tiêu diệt phiếu miểu cung lúc này trước mặt hứa mặc xuất hiện một chương chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy tông môn địa đồ phía trên hiển hiện lấy huyền thiên tông bên trong tất cả kiến trúc hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình tại trên địa đồ đối kiến trúc tiến hành cải tạo đinh tông môn kiến trúc tự động thăng cấp hoàn tất người tông môn chủ phong, cảm giác được trong tông môn khí vận suy kiệt về sau, chủ động dâng lên một đầu khí vận kim long. Người sơn môn nhìn thấy mình trụi lủi, cảm thấy mười phần áy náy, vì tông môn dâng lên hộ sơn đại trận cùng bia đá. Người tông môn chuyện thừa tháp, nhìn thấy mình trưởng giáo tu vi ở vào thối thể cảnh, tay chói gà không chặt về sau, cảm thấy hận sắt bất thành cương vì ngươi chủ động dâng lên phàm linh thánh thể đệ tử mô bản cùng trí tôn bá thể đệ tử mô bản, đồng thời đưa tặng một lần tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích thái thượng diệu pháp. Quan Long Thuật, sách mới công bố, cầu đánh giá hoa tươi, khen thưởng cất giữ, cầu hết thầy ủng hộ. Chuyện hot tháng 9, ta tông môn quá không chịu thua kém, có thể tự động thăng cấp. Sở môn trực bá khí vận kim long, trí tôn bá thể cầu tươi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Ừm, cái này tông môn rất hiểu chuyện, cũng rất không chịu thua kém, có thể tự động thăng cấp, hứa mặc mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Giờ phút này, hắn hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung ngũ thải tường vân hiển hiện, một đầu bá đạo tuyệt luân, hình thể to lớn, khoảng chừng mấy chục vạn trượng dài hoàng kim cự long, từ trên trời giáng xuống đầu này cự long trong hai con ngươi mang theo vô biên uy nghiêm toàn thân kim quang lóng lánh toàn thân tản ra kinh khủng đến cực điểm khí tức tại cự long quanh thân không gian đều phẳng phất tại sụp đổ vặn vẹo tựa như không chịu nổi đầu này cự long uy áp không tệ đầu này cự long chính là khí vận kim long khí vận chính là khí số cùng vận mệnh đối với một cái tông môn tới nói khí vận cực kỳ trọng yếu mỗi một cái tông môn đại phái, đều sẽ tìm kiếm một kiện đỉnh cấp pháp bảo trần áp khí vận, để cầu tông môn lâu dài hưng thịnh, vạn vạn năm không rớt. Bây giờ huyền thiên tông có được một đầu khí vận kim long, từ nay về sau, khí vận hưng thịnh, trong tông môn đệ tử sẽ cơ duyên không ngừng, võ đạo chi lộ thuận buồm xuôi gió. Khí vận kim long xoay quanh tại huyền thiên tông trên không trung, một đôi bá đạo uy nghiêm hai con ngươi phẳng phất tại quan sát lãnh địa của mình lập tức khí vận kim long ánh mắt chuyển qua hứa mặc trên thân ánh mắt trở nên thân thiết mấy phần đi thôi hứa mặc nhẹ gật đầu nói hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng đầu này khí vận kim long ở giữa có một tia liên hệ chặt chẽ khí vận kim long than nhẹ một tiếng thân thể trở nên mờ đi ẩn vào chủ phong bên trong âm thầm trấn áp huyền thiên tông khí vận hứa mặc mở ra hệ thống tông môn kiến trúc bảng hắn nhìn thấy tại sơn môn một cột hậu phương ghi chú lấy bia đá cùng hộ sơn đại trận thế là hắn đi vào sơn môn lúc này sơn môn trải qua tông môn tự động thăng cấp về sau đều sớm trở nên khí thế bàng bạc cực kỳ bất phàm mở ra hộ sơn đại trận cùng bia đá hứa mặc thấp giọng nỉ non nói vừa dứt lời sơn môn bộc phát ra một cỗ thần bí lực lượng mạnh mẽ cỗ lực lượng này bắt đầu hướng phía toàn bộ tông môn tràn ngập ra. Đây chính là hộ sơn đại trận. Một lát sau, hộ sơn đại trận đã thành hình. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tông môn bị lượn lờ mê vụ bao khỏa, như ẩn như hiện, tựa như tiên nhân chi địa. Tòa đại trận này, không chỉ có bao quát phòng ngự tính trận Pháp, còn có huyễn trận, sát trận vân vân. Có thể xưng toàn năng hình trận Pháp nếu là có võ giả dám tự tiện xông vào huyền thiên tông tất nhiên sẽ bị trận pháp tại chỗ chấn sát nương theo lấy trận pháp hiển hiện một tấm bia đá từ trời rơi xuống đáp xuống sơn môn một bên bia đá toàn thân đen nhánh nhìn hết sức bình thường nhưng là nhìn kỹ lại là cho người ta một loại đại khủng bố cảm giác tấm bia đá này có được thần thông diệu dụng, không chỉ có thể cùng hộ sơn đại trận hỗ trợ lẫn nhau, trấn áp cường địch càng là có thể kiểm chắc tông môn đệ tử thiên phú và trung gian. Rất tốt, hứa mặc đảo qua hộ sơn đại trận cùng hắc bia về sau, hài lòng nói. Sau đó hắn về tới chủ phong. Tông môn chuyện thừa tháp cũng rất hiểu chuyện không chịu thua kém, thế mà duy nhất một lần dâng ra nhiều đồ như vậy phàm linh thánh thể đệ tử mô bản có được đại nghị lực người sử dụng về sau sẽ từ phàm nhập thánh có được vô hạn võ đạo thành tựu trí tôn bá thể đệ tử mô bản người sử dụng sẽ có được đỉnh cấp căn cốt đỉnh cấp huyết mạch đỉnh cấp thiên phú đỉnh cấp ngộ tính hết thảy đỉnh cấp rất rõ ràng trí tôn bá thể càng thêm chân quý đã như vậy, ta liền sử dụng trí tôn bá thể, về phần phàm linh thánh thể, về sau gặp đại nghị lực đệ tử có thể ban thưởng, và URL bằng Windows. Location, Herb, Windows, Puppy giới Tác bằng Windows, Puppy giới Tác, Windows, Puppy giới Tác, Pus, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL trong lòng hiện lên suy nghĩ đồng thời, một cái tản ra kim sắc quang mang chùm sáng, dung nhập hứa mặc thể nội. Oanh, một cỗ kinh khủng cường thế khí tức lập tức tại bốn phía tràn ngập ra. Hứa mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch phẳng phất tại sôi trào thiêu đốt, đau hắn nhe răng trợn mát. Chí tôn bá thể ngay tại đổi hắn căn cốt, huyết mạch chờ nếu là có võ giả ở chỗ này có thể rõ ràng cảm ứng được lúc này hứa mặc tựa như một tôn hồng hoang đại nhật khí huyết tràn đầy cực nóng vô cùng còn tốt loại dung hợp này thống khổ quá trình rất nhanh liền đi qua trí tôn bá thể dung hợp hoàn tất thoải mái hứa mặc vui sướng hô huyết mạch trong cơ thể kinh mạch căn cốt thiên phú các loại đều đã đạt đến đỉnh phối hắn giờ phút này, toàn thân tràn ngập lực lượng, khí huyết kinh khủng, thể nội giống như có một đầu viễn cổ ma nghiêu đang thét gào. Mà thực lực của hắn, cũng từ thối thể cảnh sơ kỳ, nhảy lên trở thành thối thể cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể bước vào nạp khí cảnh, trở thành nhị cấp võ giả. Chuyện thừa tháp còn dâng ra duy nhất một lần tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích thái thượng diệu pháp, quan long thuật có duy nhất một lần tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích ta cũng coi là có một lá bài tẩy hứa mặc tự tin nói tiên thiên cảnh cường giả phóng nhãn toàn bộ thành tây đều là đỉnh cấp cường giả liền xem như phiếu miểu cung cường giả giáng lâm đối mặt tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh một kích cũng phải quý sau đó hứa mặc đem ánh mắt rời về phía hai môn công pháp bên trên thái thượng diệu pháp, thần cấp võ đạo công pháp, uy lực cường hoành, nếu là tu luyện công pháp này, ngang nhau cảnh giới bên trong ở vào vô địch chi tư. Quan Long thuật, nhưng nhìn đến võ giả khí vận, diệu dụng vô tận, không tệ hai môn công pháp, hứa mặc hài lòng đến. Sau đó hắn hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cái này hai môn công pháp. Quan Long thuật mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng là tu luyện cũng không khó rất nhanh, hắn liền đem Quan Long thuật tu luyện đến đại viên mãn. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào Thái Thượng Diệu Pháp bên trong. Ngang nhau cảnh giới vô địch, ngẫm lại đều đủ bá đạo. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Thối thể cảnh đỉnh phong, nạp khí cảnh sơ kỳ, nạp khí cảnh trung kỳ, nạp khí cảnh hậu kỳ rất nhanh hứa mặc cảnh giới thình lình đột phá đến nạp khí cảnh hậu kỳ trở thành nhị cấp võ giả cùng lúc đó huyền thiên tông bên ngoài một khuôn mặt cương nghị mặc mộc mạc thiếu niên xuất hiện tại chân núi ta xuất thân thấp hèn bị các đại tông môn ghét bỏ khinh bỉ cự tuyệt ở ngoài cửa huyền thiên tông mặc dù xuống dốc nhưng vẫn là võ đạo môn phái ta muốn bái nhập huyền thiên tông đây là hy vọng cuối cùng của ta Vương Hạo lẩm bẩm nói, hắn song quyền nắm chặt trong hai con ngươi mang theo kiên định. Sách mới công bố, cầu đánh giá hoa tươi, khen thưởng cất giữ, cầu hết thầy ủng hộ. Chuyện hot tháng 9, ta tông môn quá không chịu thua kém, có thể tự động thăng cấp. Sở môn trực bá phàm nhân tu tiên lưu, thân phụ đại khí vận. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Rất nhanh, Vương Hạo liền tới đến huyền thiên tông sơn môn chỗ khi hắn nhìn thấy khí thế bàng bạc sơn môn về sau, cả người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sơn môn toát ra vô hình uy áp, chèn ép hắn sắp thở không nổi, nội tâm không tự chủ được sinh ra kính sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp huyền thiên tông bị lượn lờ xương mù bao khỏa, cực kỳ thần dị. Tốt một cái tiên gia chi đĩa. A, à, trong truyền thuyết Huyền Thiên Tông đã xuống dốc, rách nát không chịu nổi, vì cái gì vẻn vẹn sơn môn giống như này hùng vĩ, lộ ra kinh khủng như vậy uy áp. Vương Hạo nội tâm cả kinh nói, hắn đã đi rất nhiều đại tông môn, nhưng là cùng trước mắt Huyền Thiên Tông sơn môn so sánh với những cái kia đại tông môn sơn môn, căn bản chính là cái nhỏ phá cửa. Hoàn toàn không thể so sánh, xem ra truyền ngôn cũng không có thể tin, Vương Hạo lẩm bẩm nói huyền thiên tông ở đâu là cái gì xuống dốc tông môn rõ ràng là một tòa đại tông môn thật sao tại vương hạo trong nội tâm bái nhập huyền thiên tông tâm tư càng phát ra mãnh liệt không chút do dự hắn trực tiếp một cước bước vào sơn môn đây là có chuyện gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại tông môn hộ sơn trận pháp vương hạo mới vừa tiến vào sơn môn chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi ở trước mặt của hắn, xuất hiện đủ loại huyễn tượng. Có mỹ nhân, có bảo thạch, có cơ duyên tạo hóa vân vân. Huyền thiên tông bên trong, trưởng giáo tu luyện thất. Hô, hứa mặc nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tán đi khí thế, kết thúc tu luyện. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra giống như tính thực chất hai đạo kim quang. Thái thượng diệu pháp quả nhiên lợi hại. Trong thời gian thật ngắn, liền để tu vi của ta từ thối thể cảnh trực tiếp bước vào nạp khí cảnh đỉnh phong. Hứa Mặc cảm nhận được trong cơ thể mình sức mạnh mạnh mẽ về sau, cảm thấy hết sức hài lòng. Dựa theo loại tốc độ này tu luyện, tin tưởng không được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ trở thành một phương cường giả. Lúc này, hắn tựa hồ có cảm ứng tại trong hệ thống mở ra tông môn địa đồ chỉ gặp tại sơn môn chỗ có một mặc mộc mạc thiếu niên ngay tại ở vào hộ sơn đại trận bên trong gã thiếu niên này sắc mặt mang theo dãy ruộng trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng phẳng phất tại chịu đựng lấy thử thách to lớn tông môn vừa mới tự động thăng cấp hoàn tất liền có phàm nhân đến đây muốn bái nhập sơn môn có chút ý tứ hứa mặc nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trong huyễn trận vương hạo trong huyễn trận Vương Hạo đang khổ cực kiên trì. Hắn cự tuyệt mỹ nhân, mỹ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn võ đạo chi lộ. Hắn cự tuyệt tài phú quyền lợi, càng là cự tuyệt không thuộc về mình võ đạo cơ duyên. Kẻ này có được đại nghị lực, hứa mặc âm thầm nhẹ gật đầu. Liền xem như một võ giả, bước vào hộ sơn đại trận bên trong nói không chừng đều sẽ mê thất bản thân mà Vương Hạo làm một kẻ phàm nhân, lại có thể tại trong huyễn trận kiên trì thời gian dài như vậy, có thể thấy được tâm tính đến cỡ nào kiên định. Huyền Thiên Tông chỉ có một mình ta, vừa vặn muốn tuyển nhận đệ tử, để cho ta tới nhìn xem, ngươi có đủ hay không tư cách trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Hứa mặc trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kim sắc quang mang, quan long thuật mở ra. Tính danh, vương hạo cốt linh. 16 và URL bằng Windows. Location, href, Windows. Puppy tác bằng Windows. Puppy giới tác, Windows. Puppy tác, Push Zone, 7254, X. BGSSP 7254, U. URL, Tu Vi, không thể chất, Phạm nhân khí vận, 15,000 độ trung thành. 20 quan long thuật có thể nhìn thấy võ giả khí vận giá trị lúc này, hứa mặc nhìn thấy vương hạo đỉnh đầu, thình lình có nồng đậm tử sắc khí vận, số lượng đạt đến một vạn năm. Đây cũng chính là nói, vương hạo là thân phụ đại khí vận người. Mặc dù thể chất căn cốt là phàm nhân, nhưng là hiển nhiên khí vận chi tử. Đây là phàm nhân tu tiên lưu A. À. Bắt đầu thiên phú thường thường không có gì lạ, nhưng là hậu kỳ dựa vào trăm chỉ cùng đại nghị lực tại võ đạo một đường bên trên có được vô hạn tiềm lực. Phàm nhân tu tiên lưu đệ tử, Hứa Mặc Kinh hỉ nói, hắn không nghĩ tới, tùy tiện một thiếu niên bái nhập sơn môn, chính là loại này khí vận chi tử. Xem ra khí vận kim long đã phát huy tác dụng, vậy mà hấp dẫn bực này khí vận chi tử đến đây, Hứa Mặc lẩm bẩm nói sau đó thân hình hắn lóe lên, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Hộ sơn đại trận bên trong, vương hạo ngay tại đem hết toàn lực chống cự trận pháp mang tới uy áp. Đầu gối của hắn đã uốn lượn, cả người thân thể tại không cầm được run dày, song quyền nắm chặt, móng tay đều chụp tiến vào trong thịt mà toàn vẹn không biết. Kinh khủng uy áp, phẳng phất muốn đem hắn ngạnh sinh sinh nghiền thành thịt nát. Đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân chợt nhẹ chung quanh uy áp biến mất không thấy gì nữa cả người hắn lảo đảo một chút kém chút té ngã trên đất hắn mở to mắt chỉ gặp một khí chất xuất trần tựa như trích tiên nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn tiên sư vương hạo trong nháy mắt trở nên kích động cùng cuồng hỉ tiên sư ta muốn bái nhập huyền thiên tông cầu tiên sư thu ta vương hạo trực tiếp quỳ trên mặt đất thần sắc thành kính bất luận là khí thế rộng rãi sơn môn, vẫn là uy lực mạnh mẽ trận pháp, đều cho vương hạo lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong lòng của hắn, đã đem huyền thiên tông trở thành ẩn tàng tại thế gian đại tông môn, căn bản không giống như là ngoại giới truyền ngôn rách nát không chịu nổi, ở vào xuống dốc. Cho nên, hắn phải bắt được cơ hội. Bái nhập huyền thiên tông. Đứng lên đi, ta chính là huyền thiên tông trưởng giáo, về sau, ngươi chính là ta huyền thiên tông tạp dịch đệ tử chờ thực lực ngươi cường đại về sau, tự nhiên có tư cách trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử, hứa mặc chậm rãi nói. Tạ trưởng giáo, vương hạo toàn thân chấn động, cả người kích động run rẩy lên. Hắn rốt cục bái nhập huyền thiên tông. Lúc này hứa mặc nhìn thấy vương hạo trung thành giá trị tăng lên tới 80. Mà trong hệ thống tạp dịch đệ tử một cột thình lình xuất hiện vương hạo danh tự. Đinh Tông Môn cảm nhận được trưởng giáo thu một vị đệ tử, cảm thấy hết sức cao hứng, chủ động dâng lên đệ tử dưỡng thành gói quả lớn. Người thu được tạp dịch đệ tử phòng nghỉ cùng tu luyện thất, người thu được đạo cấp hô hấp pháp, người thu được cổ thần quyền pháp, người thu được một đầu siêu cấp linh mạch. Sách mới công bố, cầu đánh giá hoa tươi, khen thưởng cất giữ, cầu hết thầy ủng hộ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Ta tông môn quá không chịu thua kém, có thể tự động thăng cấp. Sở môn trực bá phàm linh thánh thể, đổi căn cốt. Nghe chọn bộ tại mê audio.com Tông môn quá hiểu chuyện không chịu thua kém, ta rất vui mừng. A, à. hứa Mặc nhìn thấy hệ thống bên trong một đống lớn ban thưởng về sau nội tâm rất là cao hứng. Hứa Mặc nhìn lướt qua Vương Hạo, bất luận là tướng mạo, Mặc vẫn là căn cốt thể chất thiên phú, Vương Hạo đều là phổ thông đến cực điểm. Nhưng là ai bảo Vương Hạo là khí vận chi từ đâu? liền xem như không bái nhập Huyền Thiên Tông cũng sẽ có một phen mình đại cơ duyên tạo hóa, nương tựa theo cố gắng của mình cùng chăm chỉ, tất nhiên sẽ trở thành một phương cự phách. Vương Hạo, đã ngươi đã trở thành Huyền Thiên Tông tạp dịch đệ tử, ta lại ban thưởng ngươi một phen đại tạo hóa, phóng khai tâm thần, hứa mặc chậm rãi nói. Sau đó hắn cong ngón búng ra, một đạo kim sắc quang mang trực tiếp không có vào Vương Hạo mi tâm. Lập tức, Vương Hạo trên thân tản mát ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Từng đóa từng đóa hào quang đem Vương Hạo thân thể bao trùm. Giờ phút này, Vương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ bạo ngược lực lượng ngay tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, cỗ lực lượng này phảng phất muốn bạo thể mà ra. Đau đớn kịch liệt, để cả người hắn sắp hôn mê. Thân thể của hắn đang run đấu, song quyền nắm chặt trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng, giữa mũi miệng phun ra như dòng bạch khí. Hồi lâu sau, loại này đau đớn kịch liệt mới chậm rãi biến mất. Vương hạo có thể cảm giác được rõ ràng, mình căn cốt huyết mạch, ngộ tính thiên phú, đã đạt đến một cái kinh khủng cấp bậc. Bực này đổi căn cốt thủ đoạn, có thể xưng nghịch thiên. Đa tạ trưởng giáo. Vương Hạo trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, thần sắc thành kính, kích động nói. Hắn tự nhiên biết, trên người mình biến hóa chính là trưởng giáo gây nên. Trưởng giáo phất tay, liền có thể đem ta từ một kẻ phàm nhân, chế tạo thành thiên kiêu, đây là tiên nhân thủ đoạn A. Chắc hẳn trưởng giáo thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng, kinh khủng đến cực điểm, thông thiên triệt để tình trạng, vương hạo tại nội tâm âm thầm suy đoán nói hắn rất may mắn mình trước đó quyết định bái nhập huyền thiên tông về sau ta muốn khắc khổ tu luyện không được cô phụ trưởng giáo kỳ vọng cao trong con ngươi của hắn mang theo kiên định hứa mặc tự nhiên có thể nhìn ra được vương hạo nội tâm kích động cùng cuồng hỉ đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra vương hạo đã đem hắn tự động não bổ thành cao thủ tiệt thế nếu để cho ngoại giới cường giả nhìn thấy, hứa mặc trong nháy mắt liền đem vương hạo từ phàm nhân, cải tạo trở thành yêu nghiệt cấp bậc thiên kiêu, nhất định sẽ kinh điệu cái cằm. Phải biết, căn cốt thiên phú chờ là tiên thiên chú định, hậu thiên không cách nào sửa đổi. Hiện tại, một phàm nhân trong khoảnh khắc biến thành thiên kiêu. Có phải hay không có chút quá khoa trương? nếu như tin tức này lộ ra đến ngoại giới, tất nhiên sẽ có vô số siêu cấp đại tông môn giáng lâm huyền thiên tông. Mà vương hạo sở dĩ thoát thai hoán cốt biến thành tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên là bởi vì hứa mặc đem phàm linh thánh thể đệ tử mô bản, dung nhập vương hạo thể nội. Độ trung thành tăng lên tới 95 sao, hứa mặc đôi mắt bên trong chảy xuôi qua một vệt kim quang, quan long thuật thấy được vương hạo độ trung thành biến hóa. Vương Hạo bản thân có được đại khí vận, bây giờ càng là có được phàm linh thánh thể. Phàm nhân hưu nhàn lưu cộng thiên kiêu thể chất, chắc hẳn cái này tạp dịch đệ tử ngày sau sẽ mang đến cho ta rất lớn kinh hỉ a, hứa Mặc Thâm Thúy đôi mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong. Đây là hai môn đỉnh tiêm công pháp, người muốn sống tốt tu luyện, cắt không thể lãnh đạm, đang khi nói chuyện, hứa Mặc lần nữa cong ngón búng ra hai đạo kim quang bắn ra, không có vào vương hạo mi tâm. Và URL bằng Window. Location. Herep. Window. Puppy tác bằng Window. Puppy tác. Window. Puppy giờ tác. năm mươi 7254. X. BGSSP 7254. U. URL. Vương hạo toàn thân chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đầu nhiều hai thiên tối nghĩa thâm ảo công pháp cái này hai môn công pháp chính là cổ thần quyền pháp cùng đạo cấp hô hấp pháp vẻn vẹn thô sơ giản lược xem một lần hắn đều có thể cảm nhận được hai loại công pháp cường hoành bá đạo thế nhưng là khi hắn muốn khẩu thuật cùng chép lại hai loại công pháp thời điểm lại phát hiện không cách nào làm được phẳng phất bị một loại lực vô hình ngăn cản cái này tự nhiên là hứa mặc thủ đoạn thần thông hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hắn cũng không hy vọng huyền thiên tông công pháp tiết ra ngoài liền xem như vương hạo bị địch nhân siêu hồn cũng vô pháp tìm tới cái này hai môn công pháp đa tạ trưởng giáo ân trọng trưởng giáo ban thưởng đệ tử thánh thể lại ban thưởng đệ tử thần thông công pháp đệ tử không thể báo đáp về sau đệ tử sẽ khắc khổ tu luyện thề sống chết thủ hộ huyền thiên tông vương hạo đôi mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chăm trưởng giáo tại thời khắc này hắn độ trung thành trực tiếp kéo căng đạt đến một trăm trong tông môn có tạp dịch đệ tử phòng nghỉ cùng tu luyện thất người nhưng tự hành tìm kiếm hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành ngoại môn đệ tử hứa mặc sau khi nói xong liền thân hình lóe lên rời đi sơn môn vương hạo nhìn qua trưởng giáo rời đi thân ảnh quỳ lại trên mặt đất thần sắc chân thành ước chừng qua mấy canh giờ hắn mới đứng dậy huyền thiên tông, chủ phong, trưởng giáo tu luyện thất. Hứa mặc nhìn thấy vương hạo biểu hiện về sau, mang trên mặt vẻ hài lòng. Vương hạo làm phàm nhân tu tiên lưu khí vận chi tử, tâm trí kiên định thuần phát, tương lai võ đạo thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Lúc này, hứa mặc đè xuống trong lòng tạp niệm, hai chân ngồi xếp bằng. Trước đó, tông môn cấp ra đệ tử dưỡng thành gói quà lớn, trong đó còn có một đầu siêu cấp linh mạch, mở ra siêu cấp linh mạch, hứa mặc trực tiếp mệnh lệnh hệ thống nói. Hắn mở ra hệ thống tông môn địa đồ, đem siêu cấp linh mạch an trí xuống dưới. Nhất thời ầm ầm, toàn bộ Huyền Thiên Tông giữa không trung phong vân cuốn ngược bát phương oanh minh, mây đen áp đỉnh. Thậm chí thổi lên kinh khủng gió lốc từng đạo ngũ thải hà quang thần thú hư ảnh hiển hiện phảng phất có cái gì chân bảo xuất thế cũng liền tại thời khắc này toàn bộ huyền thiên tông linh khí lập tức trở nên vô cùng dư giả tới gần chủ phong địa phương linh khí tựa như cũng đã gần muốn hóa lỏng khí vận kim long có chút dương mắt mắt nhìn thấy chung quanh siêu cấp linh mạch về sau vui sướng khẽ nói một tiếng Giờ phút này huyền thiên tông nơi bao bọc chủ phong cùng mấy trăm tòa bên cạnh trên đỉnh, có đại thụ che trời cùng tiểu động vật, mở ra linh trí. Sách mới công bố, cầu đánh giá hoa tươi, khen thưởng cất giữ, cầu hết thầy ủng hộ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Ta tông môn quá không chịu thua kém, có thể tự động thăng cấp sở môn trực bá thánh linh kiếm cùng thông thiên thánh giáp, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Huyền Thiên Tông, chủ phong, hứa mặc hít một hơi thật sâu, một cỗ linh khí nồng nặc trực tiếp rót vào phổi. Có đầu này siêu cấp linh mạch, ngày sau tông môn đệ tử tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ gấp bội. Hứa mặc hài lòng nói. Sau đó hắn bắt đầu tĩnh khí ngưng thần, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong thực lực của hắn chẳng qua là nạp khí cảnh hậu kỳ, hắn phải nhanh một chút mà tăng lên tự thân tu vi. Mặc dù hắn có được rất nhiều át chủ bài, nhưng là thực lực bản thân mới là vương đạo. Một bên khác, vương hạo tìm được tạp dịch đệ tử chỗ ở, đột nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí trở nên so trước đó muốn sống vọt vô số lần đây là trưởng giáo thủ đoạn thần thông sao thật là lợi hại vương hạo thấp giọng nỉ non nói bên trong tròng mắt của hắn tràn đầy sùng bái cùng kính sợ ta muốn khắc khổ tu luyện không thể cô phụ trưởng giáo vun chồng vương hạo âm thầm thề hắn sau khi thu thập xong liền bắt đầu tu luyện phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp hắn đang luyện tập một loại cổ quái quyền pháp loại quyền pháp này nhìn qua thường thường không có gì lạ, phảng phất như là phàm nhân phổ thông rèn thể quyền pháp. Nhưng mà, vương hạo lại là không có chút nào nhụt chí một bên lại một bên địa luyện tập quyền pháp, đôi mắt bên trong lóe ra kiên định quang mang. Bộ quyền pháp này, tự nhiên là cổ thần quyền pháp. Cổ thần quyền pháp bắt đầu luyện tập thời điểm, tiến độ 10 phần chậm, uy lực cũng rất có hạn. Nhưng là một khi luyện tập tìm tới Cộng Minh về sau, sẽ uy lực đại tăng, cường hoành vô địch. Có thể dùng cổ thần mệnh danh bộ quyền pháp này, có thể nghĩ bộ quyền pháp này uy lực kinh khủng bực nào? Chỉ bất quá, bộ quyền pháp này có một cái tệ nạn, đó chính là cần một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền luyện tập. May mắn Vương Hạo là phàm nhân tu tiên lưu khí vận chi tử, tâm trí kiên định, Bộ này cổ thần quyền pháp đối với hắn mà nói, rốt cuộc thích hợp bất quá. Nương theo lấy luyện tập cổ thần quyền pháp, vương hạo giữa mũi miệng phun ra như dòng bạch khí, cực kỳ thần kỳ. hô hấp của hắn, phảng phất ẩn chứa một loại thần dị tiết tấu. Không tệ, đây chính là đạo cấp hô hấp pháp. Lúc đầu vương hạo là thuộc về khí vận chi tử, nếu như tăng thêm đạo cơ hô hấp pháp cùng cổ thần quyền pháp về sau, sẽ như hổ thêm cánh. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua. Trong ba ngày này, hứa mặc vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Rốt cục, từ nạp khí cảnh hậu kỳ đột phá đến khí hải cảnh sơ kỳ. Hứa mặc chậm rãi mở mắt trong hai tròng mắt kim quang chảy xuôi, quanh thân tản ra cuồn cuộn khí thế. Ba ngày trước đó, hắn vẫn là thối thể cảnh sơ kỳ. Ba ngày sau, hắn đã đạt đến khí hải cảnh sơ kỳ, vượt qua trọn vẹn hai cái đại cảnh giới bực này tốc độ tu luyện đủ để cho ngoại giới võ giả trợn mắt hốc mồm. Đinh Tông Môn cảm giác được túc chủ đột phá cảnh giới, tâm tình thật tốt, chủ động vì ngươi dâng lên trưởng giáo uy áp. Chuyện thừa tháp cảm giác được túc chủ đột phá, tinh thần chấn động vì ngươi dâng lên ngộ đạo bồ đoàn, thánh linh kiếm. Thần công phong không cam lòng lạc hậu, vội vàng vì ngươi chế tạo một bộ thông thiên thánh giáp và URL bằng Windows. Location Herep Window Puppy tác bằng Window Puppy tác Window Puppy giờ tác Push Zonet 7254 ít BGSSP 7254 U UAL Nghe được hệ thống thanh âm về sau, hứa mặc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó có chút hưng phấn. Không thể không nói, cái này tông môn quá hiểu chuyện tranh khí. Hắn đột phá cảnh giới về sau, từng cái tông môn kiến trúc đều cướp đưa pháp bảo. Ân rất bên trên nói, trưởng giáo uy áp có thể để cho ta phóng xuất ra khí tức cường đại, để võ giả kính sợ, rất không tệ. Rất phù hợp trưởng giáo phong phạm, hứa Mặc hết sức hài lòng. Bắt đầu dùng trưởng giáo uy áp, lập tức, hứa Mặc có thể rõ ràng cảm ứng được trên người mình phóng xuất ra một cỗ bá đạo khí thế cỗ khí thế này, trực tiếp đem chủ phong đều chấn động đến tại có chút run dày, phẳng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Hứa mặc liền tranh thủ trưởng giáo uy áp điều đến nhỏ nhất. Có được cái này kỹ năng, hứa mặc tùy thời có thể để điều chỉnh quanh thân khí thế, đơn giản không nên quá thuận tiện. Ngày sau, hắn chỉ cần phóng xuất ra khí thế trên người, liền có thể để những cái kia thiên kiêu quỳ xuống đất cúng bái. Ngay sau đó, hứa mặc bắt đầu ở hệ thống bên trong xem xét vừa mới đạt được mấy món pháp bảo. Ngộ đạo bồ đoàn, hạ đẳng tiên cấp pháp bảo, ngồi tại ngộ đạo bồ đoàn bên trên tu luyện, không chỉ có thể phòng ngừa tâm ma sinh sôi, càng là có thể gia tốc tốc độ. Thánh linh kiếm, trung đẳng tiên cấp pháp bảo, uy lực mạnh mẽ, một khi tế ra, thiên địa thất sắc, nhưng bổ ra thiên địa thông thiên thánh giáp, trung đẳng tiên cấp pháp bảo, đỉnh cấp phòng ngự, nhưng đón đỡ lục địa thần tiên một kích ta ai ra, đều là bảo bối tốt, hứa mà cao hứng nói. Pháp bảo dựa theo đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm. Pháp khí, bảo khí, linh khí, đạo khí, tiên khí, thánh khí, tiên thiên linh bảo, hỗn nguyên linh bảo, hỗn độn linh bảo, hồng mông trí bảo. Mỗi cái đẳng cấp lại phân làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cực phẩm, tiên cấp pháp bảo, đủ để làm một chút đại tông môn chấn phái pháp bảo. Một cái đại tông môn có một kiện tiên khí, cũng đủ để kiêu ngạo. Bây giờ, hứa mặc duy nhất một lần thu được ba kiện tiên cấp pháp bảo. Khá lắm, trực tiếp khá lắm. Lúc này, hứa mặc theo thứ tự đem ba kiện pháp bảo lấy ra ngoài, thánh linh kiếm nhảy cẫng hoan hô, phát ra từng tiếng thanh thúy kiếm minh, phảng phất tại chúc mừng mình xuất thế. Thần kiếm giống như một đạo hào quang, không ngừng mà tại hứa mặc quanh thân bay tới bay lui. Hứa mặc người mặc thông thiên thánh giáp, khuôn mặt cương nghị tuấn tú, thánh giáp bên trên tán phát lấy cường hoành khí tức bá đạo, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tựa như cửu thiên chi thượng cổ thần giáng lâm, mà ở trước mặt của hắn, một cái tinh xảo bồ đoàn trống rỗng lơ lửng, toát ra huyền diệu khí tức. Toàn bộ Huyền Thiên Tông trên không trung xuất hiện lần nữa thiên địa dị tượng tại tiên cáo tiên khí xuất thế. Đang luyện tập quyền pháp vương hạo, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Thần sắc của hắn lạnh nhạt, tiếp tục bắt đầu luyện tập cổ thần quyền pháp. Trưởng giáo đại nhân thỉnh thoảng liền sẽ làm ra động tĩnh lớn, hắn đã thành thói quen. Sách mới công bố, cầu đánh giá hoa tươi, khen thưởng cất giữ, cầu hết thầy ủng hộ. Chuyện hot tháng 9.